Chào các bạn, mình là Leo Văn Minh ở Nhật Thành, Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Mình mới tập chơi cây cho nên thường up video lên nhờ anh em tư vấn giúp đỡ về phương pháp cách làm của mình đã phù hợp chưa. Thì mới đầu mình làm những cây trực trước để cho nó dễ làm, thì làm từ cây trực, từ cây một thân, hai thân, rồi cây nhiều thân. Thì hôm nay mình đã làm một hai cây hoặc hai chậu ấy, một chậu là cây dâu, chậu thứ hai là cây nghiến. Sáng nay mình quên mất không trình bày ý tưởng, bây giờ mình trình bày lại ý tưởng cách làm cây đa thân của mình như thế nào. Trước khi làm, mình giới thiệu sơ qua nguồn gốc của cây canh châu này. Cây canh châu này mình xin của một bác ở Đồng Rau, Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cây này mình lấy vào khoảng những năm 2015. Mình trồng 2015 trồng dưới đất. 2016 mình cho vào một cái chậu làm bằng lốp xe máy. Đến 2018, cuối 2018, bởi vì sang năm 2019 là anh em trong hội hoa quả cảnh thôn Nhật Thành có muốn trưng bày cái cảnh với nhau. Cho nên mình mới quyết định mua cái chậu này. Cái chậu này là chậu sành sứ, chậu đúc, à chậu sành sứ thôi. Mấy chục nghìn thôi, 70-80 nghìn gì đấy. Và từ Tết đến giờ mình có một hôm mình chỉ bấm nhẹ qua tán. Thì hôm nay mình mới có thời gian quyết định sửa lại. Có một nghịch lý rất là buồn cười như sau. Anh em và các bạn chơi cây thì mong cây của mình lớn nhanh nhất, tốt nhất. Để làm sao? Để cành nó nhanh to, cây côn dần đẹp, các sẹo nó mím. Nhưng mình lại ngược lại, mong cây mình lớn chậm nhất, từ từ lớn thôi. Để các bạn nhìn cây mình, các bạn biết. Những cây này mình để trong vườn mình chưa có điều kiện, gia đình mình còn khó khăn, không có đôn, không có chậu. Cho nên khi bày cây thì mình ra ngoài vườn, cỏ nó rậm mù lên. Từ Tết đến giờ không sửa được, cho nên ăn cây mọc bỗ xuôn như vậy. Cho nên mình mong cây chậm lớn, thật là mâu thuẫn. Thì điều kiện kinh tế mình còn khó khăn, mình phải lo kiếm tiền, cho nên ham mê thật. Nhưng cũng không dám bỏ thời gian vào chơi cây nhiều, bởi vì cái giống này chơi cây nó rất là công phu. Tiền thì chẳng có, mà toàn bỏ tiền ra thôi. Thì bây giờ mình đã quay qua và bây giờ mình sẽ làm xong thì mình sẽ trình bày về cái cách làm của mình, nhờ các bạn tư vấn xem cách làm của mình đã phù hợp chưa. Cây này mình đã hình thành xong cái form, cái dáng của nó. Cho nên bấm lại nhanh thôi, giống như mình hớt tóc ấy, hớt nhẹ qua được rồi. Mình chỉ bấm bớt một số những cành hoang, những cành mọc nó không theo ý định của mình. Bây giờ mình sẽ trình bày ý tưởng, nhờ các bạn tư vấn giúp mình. Để mình xem nào. Cây này có thể gọi là mặt này mặt tiền cũng được. Hoặc có thể mặt này mặt tiền được. Có thể để hai mặt, nhưng mình thấy mặt này sẽ đẹp hơn. Để mình xem lại bên này. À, mặt này đây hơi lõm gốc. Mặt này mình thấy đẹp hơn. Thì mình sẽ trình bày ý tưởng của mình như sau. Nhờ các bạn tư vấn giúp mình. À, mình xoay điện thoại lại một chút. À, nhớ toàn màn hình. À. Thứ nhất, đây là một cây canh châu. Mình sẽ làm 5 thân. Ngũ lão, giáng đình hay ngũ phúc. Tùy. Mình gọi là hay là 5 cây chung một gốc. Thứ nhất, tức là cái cành nằm gần như ngang, là cành khá to nhưng nằm ngang. Cho mình để tất cả cây này nó hướng hơi lệch sang bên này. Đây hình như gần như không có tam giác, mình làm hơi tròn, nó giống tam giác. Mình để lệch sang bên này. Cành thứ nhất, mình chủ yếu mình kéo tất cả các cành của nó, cái nhánh của nó đều bay ra hướng đằng trước, bay ra hướng bên phải của màn hình. Cành thứ hai, cây thứ hai mình để hướng bên đằng sau. Cây này khá to, đúng ra cây này nhỏ thì đẹp hơn, để tạo chiều sâu, nhưng nhỏ to quá. Thì thôi, cái cây mình tận dụng, cái cây khai thác trên rừng, xin của gia đình, của những bác. Cho nên mình không lựa chọn được, không phải mình làm cây phôi từ đầu. Cây thứ
3 là cây đang ở trước màn hình. Cây này thì nó ở, mình gọi đằng trước. Và cây thứ tư cũng là cây đằng sau, thấp hơn. Thì cây giữa mình làm cây chính, là cây trung tâm. Nhược điểm hơi nhỏ một chút. Cũng như mình vừa trình bày, là cây giữa là cây to nhất thì tốt. Nhưng mà nó mọc tự nhiên như thế rồi, mình không được chắc cắt đi phá lại được. Mình tận dụng cái bộ tán, à cái gốc cũ của nó, gốc cổ của nó. Vậy mình làm cây này khá to nhưng nằm ngang gần như là siêu, thì mình để nó bay sang bên này, trên cây mình hơi lệch sang bên này một chút. Đây các bạn nhìn, giác thì mình tạo tam giác được nhưng mình không tạo tam giác, mình tạo bán cầu. Nó giống như là một cây cổ thụ, cây đa, cây xà cừ, hoặc là một cây to lớn nào đó ở cánh đồng bằng, hoặc trên chợ, hoặc là ở đầu làng, đầu cổng xóm thôn. Cho mình tạo bán cầu, mình không tạo tam giác. Cành bên này thì rõ ràng, bây giờ mình tạo cành bên này thì mình không cầu kỳ. Một cây có nhiều cành, ít cành tùy, miễn sao là không hở, lạnh, trông thoáng và cũng không quá kín, rậm rạp, rậm mù. Cho nên mình chỉ tạo như vậy thôi. Thì cành này có thể cành trên nó hơi che cành dưới một chút. Nó hơi che để nó che nắng ở trên. Ví dụ đây, cành này che cành này, nhánh. Còn những kia này mình uốn lượn làm sao, mình làm nào cho nó vừa vừa đẹp đẹp, mình nhìn bán cầu mà thôi. Thì cách làm cây đa thân của mình nhìn như thế nào? Thì tất cả các cây đều có ngọn. Đây ví dụ cây này là ngọn cây này. Đây là ngọn của cây này. Đây tạm thời ngọn cây này. Cứ cành nào cao nhất của cái thân đấy thì mình tạm thời gọi là ngọn. Thì tóm lại đây là một hệ thống. Một cây mà tách ra thì nó riêng bẻ liệt là riêng lẻ thì nó sẽ không đẹp. Nhưng cả 5 cây này nó hợp với nhau thì sẽ tạo thành một cây như vậy. Hình bán cầu, tròn trịa. Sau mình chỉ cắt răm làm sao cho nó đều đều đặn đặn thôi. Còn thích làm tam giác thì mình cho cái đỉnh này hơi cao một chút. Nhưng mình không làm đâu. Thôi mình phá cách một chút. Không phải cứ nhất nhất phải làm theo hình tam giác như là tất cả chuẩn mực bonsai mọi người vẫn làm. Tam giác lệch, tam giác cân. Như cái này bán cầu, bán cầu tương đối lệch. Đây mình đã trình bày xong toàn bộ. Còn khi làm cây đa thân, nếu chúng ta làm ngay từ đầu, thì thứ nhất, chúng ta đừng để các thân nó trụm vào nhau. Và ngay từ đầu chúng ta phải để các thân nó giãn ra, thì nó mới có chỗ để chúng ta để bông tán bên trong. Còn chúng ta trụm hết vào nhau thì bông tán bên trong chúng ta không có chỗ để, nó quá dày di dít. Đây, như mình làm đây, cây này tất nhiên mình tận dụng cái gốc cổ của nó và cành của nó đã trỗi ra khá đẹp các hướng. Đây cây này đủ 4 hướng, đông tây nam bắc, ở giữa là thân chính. Thân chính này ngày xưa mình mới làm về thì nó bé tí thôi, nhưng mình nuôi đây, nuôi mấy năm nó khá to được cành này đây. Đây khá to, suýt bỏ cây này. Nếu bỏ cái này, cành này mà chết đi chắc mình phải bỏ nốt cành này đi để mình làm ba thân thôi. Nhưng may quá nó lại mọc khỏe lại, bây giờ đã được rồi, thân chính ở giữa. Ở giữa trung tâm. Cành hướng ra 4 hướng. Giải đều ra, cành nào cũng có ngọn. À thân nào cũng có ngọn. Mình làm theo hướng là nó đuổi nhau. Với nhau đây. Đặc, những cây này là cây gần như đứng lên thì nó cành nó rất là ngắn thôi, nó chỉ ra một chút thôi, nhưng cành bên này sẽ đuổi ra xa ra, nó hơi lệch sang bên này. Xem mình còn nhớ gì không? Hình như mình quên hết rồi, mình chỉ biết như vậy thôi, mình nhớ gì mình trình bày đấy, nhờ các bạn tư vấn giúp mình. Thôi lúc nào mà còn quên gì mình lại nhờ các bạn tư vấn nhé. Hôm nay mình chỉ nghĩ ra vậy thôi. Thứ nhất làm cây đa thân này, mình không làm các thân trụm vào với nhau và nó phải chõy ra, nó đổ ra ngoài thì trong thân giữa nó mới có cơ hội để mình làm bông tán. Còn các bông, các tán, các răm mình đừng làm dày di dít. Còn cây đa thân thì nó không quá bó buộc 3 tán, 4 tán, 5 tán, 2 tán, miễn sao làm sao cho nó đừng rậm rì rậm rịt khó nhìn. Và rậm rì rậm rịt thì những thân bên trong này, cành bên trong nó không hợp, không mọc được bởi không phù hợp với quy luật tự nhiên. Thì mình làm vải mình hay nói về vấn đề mà lá nó phải hấp thụ quang hợp ánh sáng cùng với carbonic để sản xuất đường bột thì mình đã chia sẻ nhiều. Nếu bạn nào xem làm vải thì các bạn đã thấy mình chia sẻ như vậy. Cho nên chúng ta phải để lá nó phải có ánh sáng hấp thụ, cho nên phải thưa thoáng để đón ánh nắng mặt trời. Đồng thời đừng dậy dày di dày dít thì nó tự bỏ thân. Để tóm lại mình chỉ có trình bày hết rồi. Làm thưa thoáng, đừng quá hở lạnh, đừng quá dày. Để chúng ta nhìn thấy cái cốt cây, ví dụ cây này nhìn thấy
cái cốt cây vừa thưa thoáng này, đồng thời đừng quá rậm rì rậm rịt. Đấy, bây giờ mình mời các bạn xem mấy chi tiết. Bây giờ mình quay chi tiết từ trong gốc rồi lên thân. Thứ nhất, đây là cái bệ gốc của nó. Bệ gốc khá to nhá. Đường kính gốc tầm 15 phân đấy. Đường kính gốc 15 phân. Gốc khá cổ. Sần sùi u biếu lũa. Màu vàng à màu nâu hết rồi. Là phần gốc. Trồng trên cái chậu cũng cạn. Mình rất thích làm chậu cạn. Cây gì cũng để trồng chậu cạn. Theo các bạn, chậu cạn rất khó chăm. Nhưng mình được cái mình may mắn làm sao mình làm vải. Mình nắm được cái quy luật, cái bản chất dinh dưỡng hay sao ấy. Mình chăm cây chậu cạn lắm nhưng vẫn mọc bình thường. Còn tốt quá ấy. Đây là gốc. Trên là 5 thân ở trên. 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân khá cân đối. Thôi mình chỉ đặt là bonsai canh châu thôi. Cũng không đặt dám đặt những câu ghê gớm như ngũ lão giáng đình. Năm phụ lão, năm các cụ ra ngoài họp ở đình. Chỉ gọi năm thân. Cũng không thấy ai đặt tên là quần thụ. Ngũ sơn cả. Hay năm anh em sống chung một nhà. Thôi mình cứ đặt là bonsai canh châu. Rồi. Mình đã quay từ dưới gốc lên trên. Bây giờ mình quay từ trên ngọn xuống. Từ trên trời xuống ấy. Để xem cái tán của nó. Mình nâng dần lên. Tán của nó mình cắt hình bán cầu thôi. Hình như quả cầu úp như hơi lệch một chút. Để mình chỉnh cái điện thoại cho nó. Trên soi xuống. Tại bây giờ mình không nhìn thấy điện thoại đâu. Mình chỉ đoán mò có đúng không thôi. Sáng mai mình sẽ cắt một cái ổi dáng hoành. Cái ổi này mình khai thác ở cầu Tre. Ở chỗ đấy là đường quốc lộ 279 từ Tân Hoa sang Phong Vân. Mình không biết đấy có phải thuộc Tân Hoa hay là Kim Sơn mới không rõ. Cây đấy khá đẹp. Mình chậu trên mỗi chậu. Mình không có chậu, mình đúc đá. Mình xếp vào. Vậy là cây này là một trong những cây trong cái lượt đợt làm này là cây dáng trực cuối cùng. Mai mình chuyển sang dáng hoành. À mai chuyển sang siêu trước đã. Hay thôi, đằng nào mình nhờ các anh em chia sẻ, anh em chịu khó xem giúp mình. Mình làm luôn dáng siêu trong hôm nay để mai mình làm cây ổi dáng hoành. Chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Các bạn xem video của mình. Nếu các bạn làm cây cảnh, các bạn giúp mình tư vấn giúp mấy. Xem mình làm như vậy đã phù hợp chưa. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn làm cây cảnh luôn làm những tác phẩm đẹp, thỏa sự đam mê của mình. Còn có giao lưu được, kiếm được tiền thì lại càng tốt.